chào các bạn. Hiện tại mình đang ở khu suối nước nóng Thằng Tài. Bây giờ là 7 giờ tối. Mình sẽ review thử buffet ăn tối ở đây như thế nào nha các bạn. Cái này là xúc xích các bạn, cá viên, chả, có cả bánh cuốn nữa, khoai nữa, bánh bao nữa, bắp xôi, còn đây là chanh ớt đồ, có cả chè rồi bánh ngọt nữa, rất là nhiều luôn, bánh mì nữa nè, trái cây. Còn ở đây là gỏi nha, có bốn món gỏi, 5 món 6 món gỏi luôn, có cả kim bắp nữa. Này là cá lóc, có một con cá sấu nướng nữa bạn ơi, tôm rồi mực nữa. Con này là mình quay bình thường hay là sao anh? Nướng qua than à? Nướng than hả? Đây chúng ta sẽ được một cái dĩa như vậy là một phần. Ở đây mình có cả súp cua nữa nè. Này chắc cháo quá. Cháo hải sản. Cháo hải sản. Cơm. Cơm chiên Dương Châu. Còn này là cơm trắng. Mì xào hải sản. Tàu hũ kho quá, xà ớt gì á, tiếp luôn cải xào, hàu nướng mỡ hành, heo nướng giòn da, quay mật ong. Gà quay mật ong, có pizza đó các bạn, mà còn có một phần à, tôm, mực, cá lóc, ốc xào xả, con này là ếch xào xả ớt, còn hai cái nồi bển là hai nồi canh các bạn ơi. Còn đây là nước ngọt, cũng lấy nhiều, lấy ra làm bay ốp đi, được đổ à, từ từ thôi rồi, ok bay ốp. Đây mình ăn đơn giản các bạn, cơm chiên với lại mấy con tép với lại mấy con rau thôi. Món chính vẫn là thịt cá sấu này nha, cá sấu nướng than. Ok mình sẽ review bạn thử luôn, nào thử trước không? Tí thử không? Tí thử chưa? Em có miếng cá sấu. Có miếng cá sấu rồi hả? Rồi cũng thử coi. Chấp tương ớt hả? Không hả. Sao có giống thịt gà không? Ừ. À, mùi vị nó khác nha, mùi vị hơi mỡ. Thì nó ăn nó giống như thịt gà, nó dai á, có phải như kia bở bở. Thì gần chừng cái kia là cá đông lạnh đó, còn con này là nguyên con. Thơm, nó hơn một mực đó. À. Nó hơn một mực đó. Còn mới bắt lúc chiều á bạn. À, chứ con này còn mới á, nên da nó nó còn dai săn chắc. Đây mình sẽ ăn thử một miếng nha bạn. Thịt nó cũng có sớ gì thịt gà này nữa bạn ơi. Nó cũng có từng sớ ngang như vậy nè. Để mình ăn thử cái nha. Ăn không cái cảm nhận chứ. Ok. Đúng rồi, nó ngon. Nó vừa nghe mùi cá, nó vừa nghe dai dai như thịt gà nữa. Nó vừa ăn cá vừa thịt gà vậy á. Nói chung là ngon hơn bữa các bạn. À, bữa mình nghĩ chắc là cá sấu mà nó đông lạnh đó. Nó mua mấy cái trại đem lại đông lạnh nên nó thịt nó bở. Còn cái con này là nguyên con ăn rồi, nó rất là dai ngon luôn á. Nói chung là đồ tươi ăn nó ngon hơn. Cắt thì nghĩ là chắc là đồ tươi các bạn ơi. Thơm lắm, thơm. Tại cục xương nó dài kìa ông nội ơi. Mất cổ luôn. Mà xương được. Mà xương ăn được không? Nói chung là buffet cá sấu nha, ăn hết lại lấy tiếp.
dài. Anh ai không nghe mùi mực hả? Nghe em ăn giống giống mùi mực đó. Không, cái mùi cá. Ăn cá vậy, như bạn cái sớ thì là da và thịt gà chứ không phải là những cá. Cá thì đâu có da nha các bạn. Rồi còn một miếng cuối cùng. Bảo ăn Bảo. Em ăn miếng cuối cùng nha. À, nói chung là thịt cá sấu này ăn thì nó dai như thịt gà vậy các bạn, không có bở nha. À, nói chung là ăn được, không có khó ăn, ăn được thôi. Thịt gà là không ngon bình thường à. Ngày mai mình sẽ review thêm buffet buổi sáng nữa nha. Này chỉ là ăn tối các bạn. À, còn đây là buffet sáng các bạn. Có trứng ốp la. Bánh chả đồ. Vẫn là bánh. Thịt ba rọi xông khói. Đèn này nóng quá. Cháo. Cơm. Cải xào với cà chua. Đông quá nên hơi ồn các bạn. Sớm mời đông ghê luôn. Mì xào. Há cảo. Cơm chiên. Bánh mì. Có máy nước bánh mì nữa. Đây, phần ăn sáng của mình là chỉ cần như vậy thôi các bạn. Một miếng bánh mì, hai cái trứng gà ốp la, thịt xông khói, mì, xúc xích với lại hai cục há cảo thôi nha. Có cả cà phê đó nha các bạn. Ok, ăn thôi. Rồi tiếp theo là buffet buổi trưa nha các bạn. Chúng ta vẫn tiếp tục đi bên đây. Cũng chả cá viên rồi luôn. Nhớ buffet chiều quá ha. Khoai rồi. Có bún rồi. Chè. Bánh, bánh ngọt, bánh mì, trái cây, gỏi, gỏi luôn, gỏi nấm hả? Tàu, bánh bao. Bún chả được. Cháo. Súp cua. Cơm trắng. Cơm chiên. Cà ri. Gà chiên. Còn này là heo quay. Mật xào sao tới. Thịt heo kho với lại cải chua. Gà ho gừng. Cá viên. Cá kho. Đây mình sẽ ăn đơn giản như vậy mấy bạn. Cơm chiên, gà với lại mớ rau củ. Bánh ngọt với lại trái cây nha. Này buffet không ăn nhiều ăn à. Ăn hết là lấy tiếp nha.